Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24 giờ cách đây ít phút, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết, chiều nay đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã được thông tuyến để các phương tiện và thiết bị vào phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Trên tuyến đường 71, lực lượng công binh Quân khu 4 đã hoàn tất nổ mìn phá những tảng đá lớn án ngữ trên đường. Xe cơ giới đã được điều động san ủi các khối đất đá bị sạt lở trên đường vào Rào Trăng 3. Hiện công tác cứu hộ tại Rào Trăng 3 vô cùng khó khăn bởi hàng vạn tấn đất đá vùi lấp công nhân ở thủy điện Rào Trăng. Do vậy, cơ quan chức năng đang tính toán các phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Hiện tại, phóng viên Chuyển động 24 giờ đã nối máy với Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường mở đường cứu nạn vào thủy điện Rào Trăng 3 để có thêm thông tin về việc cứu nạn. Thưa ông, đến thời điểm này thì cái việc thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng 3 được thực hiện thế nào rồi ạ? Từ 17 đến 18 giờ ngày hôm nay sẽ thông tuyến lên đến là khu vực Rào Trăng 3. Chúng tôi cơ động tiếp cận vào Rào Trăng 3 bằng hai đường. Đường thứ nhất là đường thủy, đường thứ hai là đường 71. Thì nếu như đường 71 mà thông thì chúng tôi đưa các phương tiện nặng như máy múc, máy xúc tăng cường thêm cho Rào Trăng 3. Đến nay cái số lượng 17 công nhân bị vùi lấp tại Rào Trăng 3 thì chúng tôi đã tìm được 4 công nhân. Nhưng cái khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay là cái cơn bão số 8 là tiếp tục đổ bộ vào cái khu vực là từ là Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi. Nó sẽ cản trở rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến là cái tiến độ thi công cứu hộ cứu nạn trên cái Rào Trăng 3. Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Hôm nay sư đoàn 372 quân chủng phòng không không quân tiếp tục điều trực thăng và lực lượng cứu nạn vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho đồng bào thiểu số Paco tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, đồng thời đưa hai cán bộ bị thương nặng đi cấp cứu. Sau khi nhận lệnh của quân chủng phòng không không quân, sư đoàn 372 và tổ bay của trung đoàn 930 đã nhanh chóng tổ chức bốc xếp 3 tấn hàng hóa cứu trợ lên trực thăng. Khắc phục điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình hiểm trở, tổ bay của trung đoàn 930 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho đồng bào dân tộc thiểu số Paco tại xã Hướng Việt và đưa hai người dân xã Hướng Việt về sân bay Phú Bài để các lực lượng chuyển về bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và điều trị. Theo đó, hai cán bộ Ủy ban nhân dân xã Hướng Việt bị thương nặng khi băng rừng tìm kiếm một nhóm người dân đi làm rẫy mất liên lạc trong mưa lũ. Hiện nay thì người dân miền Trung đang